Trời ơi, mến chào các bạn. Một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương luôn. Mercedes các bạn nha. Mẹt. Coi. Để bây giờ mình đứng ở góc bên này nè. Qua thì mình so với lại cái góc của chiếc xe kia. À, thấy không? Nó thấp hơn một khúc nè. Rồi mình đứng ở góc này. Mình so với thằng Lucid kia coi. Nè, các bạn thấy không? Nó nằm tuốt ở dưới đất á. Nhưng mà chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương các bạn. Thì cái xe này thì ông chủ bán là 600 triệu nha các bạn nha. 600 ngàn đâu á, 600 triệu chiếc Mercedes 600 triệu. Anh em đang làm ở đây. Đó, bạn thấy không? Xe được lên đồ chơi rất là đẹp để mình bên trong nè. Cái độ gầm của nó thì nó được khoảng 17 phân từ dưới đất lên. Khi chúng ta vào trong chiếc xe này thì chúng ta thấy nó rất là nhỏ gọn ha. Số tự động luôn. Số tự động luôn ha. Có túi khí đàng hoàng nè. Ở đây cũng có túi khí luôn nè. Đây được hai chỗ ngồi thôi. Còn phía đằng sau này thì là cái cốp để đồ đạc đồ này nọ, hai chỗ ngồi thôi. Đó, hai chỗ ngồi thôi các bạn. Có màn hình rồi. Chiếc này có cửa sổ trời đồ đàng hoàng bạn nè, cửa sổ trời đồ đàng hoàng thôi. Nhưng mà thôi, mình quay sơ vậy cho các bạn xem thôi. Tắt đi. Ui. Mình đang mở cửa thành thử ra đèn nguồn nó lên. Ui. Rồi tắt rồi. Rồi. Để mình ra mình đóng cửa lại nè. Rồi, bên kia có một chiếc nữa các bạn. Rồi đây một chiếc nữa, quá đẹp ha. Chợ xe kiểu Mỹ, đây có số điện thoại luôn nè. Các bạn có mua nè, chợ xe kiểu Mỹ chuyên thu mua các loại ô tô cũ, mua bán luôn, cùng một số luôn. Đó. Mercedes Benz ha. Đó. Khóa lại rồi. Xe này mình lên mình ngồi thử rồi, chạy nó wu. Vù vù, bồ tiếng bồ đã lắm. Thổi vù 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 vù. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho ông chủ ha các bạn nha. Mercedes Benz. Đây, bên này cũng vậy nè, còn rất đẹp nè. Ông có hai chiếc, bán một chiếc đó. Không biết là bán chiếc nào. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo, rồi ông bán chiếc nào thì ông alo, thì ông bán thì là của quyền của ông ha. Rồi mình chào các bạn.